Alors. Alo, trời ơi, hôm nay như sau 12 giờ mình như quên mất. Chị xong nãy giờ cái anh nhau chạm đất mở, nãy giờ như cứ ở dưới. Như cứ ở dưới rồi cái gì lọc gì nấu cơm rồi cái kiểu trời làm gì ta, kiểu mắc nội trợ tới cái tự nhiên. Cái vô tình nãy vô tình phải đi vệ sinh cái xong em mới kêu trời ơi mấy giờ rồi ta, sao nãy giờ làm hoài làm quỷ mà không có xong gì hết vậy. Cái sau cái giờ mấy lên 12:06 quên 12:02 mất hồn chạy lên trên này, chạy như đồ chết trôi lên trên này, mặt mày môi miệng đồ các kiểu chưa gì hết nữa chứ, chuẩn bị cái kem nó mệt địch mà đuôi nữa đây. Anh nha, anh chào tất cả mọi người. Ủa Minh Nhi có phải số giờ này phòng này không nữa? Như nhóm 12 giờ như Nhi biết là 8899 hay Nhi cứ bấm beo như chặt bấm. Bấm bài bẻ Nhi cũng biết nữa chứ. Tóc tai thôi nhưng chưa kịp làm cái gì á. Khổ ghê á. Ờ lịch nó do là chưa có lịch ở email mới có lịch đây. Em nghĩ như vô như coi thôi. Lấy được bao nhiêu? Trời tóc. Nhưng mà cái gội đầu hồi xài cái tóc mái nó chạy tùm lum tà le á. Bao giờ được yêu? Anh ơi, chào tất cả mọi người, anh trời nói tới. Nhưng biết lịch 8899 rồi chứ. Mạng đây nó bị lá lát tí vô. Ủa nãy nghe máy đó ta? Ui. Coi làm nhà luôn chín chín chắc đấy, mắc cười lắm á. Sáng giờ có một cuộc gọi, không biết là nên con bắt máy hay không nữa. Sao cũng em đang xô cái xí nữa. Alo. Hình vẽ rung 88. Hình nó rung 99 chắc chết luôn á. Ngày 11/2/2017, năm ngày 24/10 năm Đinh Dậu thì sao? Chào Nguyễn Thanh Trọng. Hola of Apple là gì á? Chết rồi. Tóc không biết cái chị ở đây đúng không nữa. Em sai rồi. Anh xin lỗi em đi. Mới hỏi ngày mấy ta? À, hỏi ngày mấy hả? Hồi nãy ngày 11, ừ đúng rồi, hồi nãy 11 đến 12. Có anh em ơi nhắn tin nó hỏi như chưa này cả show không? Mail nói với Khoa anh kêu có xô vô chơi đi, mail như cũng kịp nhắn cho nó nữa.
hồi nãy đấy mới lợi dụng nó xong. Anh ngờ Khoa anh bị Nhi lợi dụng không à? Tội Khoa lắm. Tội Khoa lắm đó, Khoa lên chơi Nhi. Bắt Khoa anh ở đói mấy ngày vậy. Thôi giờ biết sao. Đó, cái Kham giờ nó bị khùng rồi nè. Cho Nhi chịu đó, cái Kham giờ nó bị khùng. Thôi khi nào nó khùng khùng rồi kia sao nha. Mấy ơi, khi nào mà cái Kham nó mờ đuôi ấy thì kêu Nhi nha, Nhi để Nhi sấy. Chứ thường thường là trước khi lên show là Nhi có sấy Kham trước khi mà đi show, mà giờ chắc xí nữa nó sẽ bị đầm nước rồi các kiểu, nó sẽ xấu xí ấy. Anh xin lỗi em đi là biết đi show vậy sao không kêu Nhi với. Trời ơi, tự nhiên Nhi đi vệ sinh, Nhi đau bụng, cái Nhi đi vệ sinh, cái Nhi vô Nhi ngồi, cái Nhi biết là vì thế Nhi ngồi để lướt lướt, cái Nhi mới kêu ủa mày vô ta, cái này vô lằng quằng này vô mà chưa xong gì hết. Cái sau cái là bởi vì giờ đó ngồi lên coi 12:02. Trời ơi, thôi nghỉ đi luôn, chạy lên cái này. Chạy lên như hút, bấm máy beo, chạy đi lấy cái máy sấy nữa nè, nhưng mà không kịp sấy cái máy nữa. Cũng biết room nào vô lội luôn ấy. Đi xô mà em tính ngủ. Chịu yêu như xô rồi tại vì em tính ngủ. Anh xin lỗi em đi. Chắc Khoa anh đã tù như vậy á tù. Chỉ có cái tình nói tù như thôi. Nhi bà nói bà khác nó trong vậy. Trong lúc đó nha, cái sau cái buổi trưa cái Nhi nói đi ăn, Nhi kêu đi ăn đi, chứ chiều là tao đi lễ tao không có dặn mới đi ăn được đâu. Tại sao vậy, là kêu là mới ăn no quá. Tại sao cái Nhi bên nói là mày ăn no thì mày cũng vô, mày ráng vô chứ 12 giờ quả quên buổi chiều vậy là tao không có chỗ mới đi ăn được đâu. Ủa gì vậy ta? Ủa nó nè, cái Facebook của Nhi đang bị hack hả? Ủa nó nè, cái Facebook của Nhi đang bị hack đúng không? Sao bạn Nhi nên nó kêu gì vậy? Ê, hồi sáng giờ có ai nhắn tin cho mọi người gì không ta? Facebook người nhé có bị gì không hay? Sai rồi.
Ủa sao cờ gì ta? Thôi kệ, show xong tính tiếp đi. Mệt. Facebook không có quân què gì đâu mà hát đi không hát. Hát đi cho các bạn lại mấy bạn mới rồi cho nó dễ thương coi. Thành ra sáng giờ có những cuộc gọi mà nghĩ là sẽ không bao giờ được nhận, mà tại sao lại gọi cho mình? Điên à. Anh xa rồi. Em xin lỗi anh đi. Sáng nay đi có một bà nuôi gà, bà hàng xóm bà nuôi gà. Mà con gà đấy mắc cười lỡ, trưa cũng cái, sáng thì nhìn ngủ nhìn biết nó có cái không. Cứ như vậy nha, từ lúc như vậy nha, trưa cũng gáy, chiều cũng gáy, tối cũng gáy, vậy nó gáy vậy á. Mà một con gáy là mấy con kia sẽ gáy theo vậy, kiểu mà a vua vậy á. Chứ như cũng có biết là như cũng có biết là nó con gà hay con gì nó cũng biết nữa. Nó ưa luôn nha, đương thâu vậy á, cho nó gáy một con gáy lên rồi mày con kia gáy rồi vậy mày con kia gáy lên vậy á, cái làm như nhớ cái gì đó, cái phòng trọ cũ của nhớ giới, cái phòng trọ cũ của nhớ mà lúc mà nhớ ổn mất rồi là cũng có mấy con gà ấy, nó ưa rồi cái là nó gáy, ưa là gáy vậy, buổi ban ngày nó cũng gáy, ban đêm nó cũng gáy, giữa trưa nó cũng gáy vậy, mà ban buổi tối và quên buổi sáng nhưng biết sao nữa. Xin lỗi em đi. Mà có gà tình không, chắc là cái chỗ đó là ngay chỗ mà cái phòng của Nhi nhìn xuống ấy là có một cái bãi đất trống, là cái chỗ đó là có cái ông già, như thường phải ông già đó ông ra cho gà ăn, cái là của nhà của cái nhà mà gần chợ ấy, chứ không phải là gà Nguyễn Văn Linh. À hiểu gà đường Nguyễn Văn Linh rồi, mẹ em mắc dạy gà trên đường Nguyễn Văn Linh mắc dạy. Không phải ba, điên. Bị ra nói chuyện thâm thí. Anh sai rồi. Anh xin lỗi em đi. Alo, 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 alo.
Ủa xóa tin nhắn trên Facebook sao ta? Xóa ra thì cái chắc không được hả? Chị mà khổ vậy trời. Bon nó hết trời, nhớ bon hả? Bon một thời có số nhi vô trong số nhi nó sầm sàm lấp lái hết bon đó. Thì chứ khổ. Có trong chỗ mày hả? Trong bởi có trong bông chừng nào bông cái vợ như có chồng mấy có giờ 3 tháng mà vậy là tao ráng cuối năm nay tao cưới chồng tôi cho bài. Không phải sao muôn đời nha, cứ bị người ta đùa giỡn vậy ta. Chịu quá hay phải ngập tràn những giấc dễ chịu dễ tha thứ đi gạt hết cuộc đời thôi bình anh hãy ngồi nhớ em. Bài này hay nè. Dạo gần đây ấy, có mấy bài của mấy ca sĩ mà kiểu mà gì đó lạ lạ ấy, ví dụ như Vũ này, Ngọt rồi các kiểu ấy, có mấy bài thì hay luôn ấy. Ví dụ như bài Lạ Lùng này, cái bài gì của Ngọt, bài của Ngọt hay lắm nha, nhưng mà Nhi không có nhớ được cái lời, gần như không nhớ được ta tiêu đề. Bên anh trong chiều đông xa vắng, mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em. Lạ lùng em ơi, gió hát lên câu ca làm ai đau thức, mà bao say mê nồng nàn giờ đã phai màu. Kia
thưa bay. Gạt hết cuộc đời lẻ loi, tôi bình anh lại ngồi nhớ em. Thích shopping, lựa Shopee. Mọi người muốn nghe bài gì như hết, mọi người nghe nào. Lên bài em như hết cho. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh như rất lâu, dù là mình xa cách nhau, anh sang ấy vẫn có những cái tin nhắn mà mình chả muốn nhận được, có những cuộc gọi mình chả muốn nghe, nhưng mà cứ không nghe thì không đọc ấy thì cảm giác mình như con ngốc vậy ơi. Nhưng mà đọc một nghe rồi thấy đau lòng dạ man luôn. Còn hơn là mấy con như dây thiệt luôn á. Nhiều như ít khi mà nói chung là mấy ông cảm thấy bồ của mấy ông quản mấy ông ấy thì mấy ông cảm thấy vui về điều đấy á. Với lại dù nó bị quản vậy thì lỡ mấy ông có làm gì sai ấy thì cái tỷ lệ mấy ông làm sai thì chắc nó cũng sẽ thấp hơn là như dây. Kiểu mà như cứ thả hoài ấy, ấy là cứ không có quản. Thật sự người ta muốn làm gì người ta làm ấy. Xong ấy tới một lúc nào đấy rồi mọi đau khổ ấy dồn hết cái gì con gái hết rồi. Và ông không hiểu được cái nỗi đau đó đâu. Nói sao ta? Thôi mệt quá. Đường say xốp dù em và mây ngăn bước chân em về. Từ khi có anh đồng xanh hát xì sao nắng thâm tô má em ưng hồng bên anh nồng nàn yêu thương ngỡ ngàng như là từ bao lâu tình em rất mong manh nhờ gió nói với anh trao nhau một tình yêu đắm say đôi tay trong veo như gió sương mãi vương mãi em gầy
lại gần hơn nhé ai. Đồng dây số dù em và mây nâng bước chân em về. Từ khi có anh bên em, đời em như vần thơ. Đồng xanh hát xì rào, nắng thăm tô má em ưng hồng. Bên anh nồng nàn yêu thương ngỡ ngàng. Nhưng là từ bao lâu tình em rất mong manh. Nhờ gió nói với anh, trao nhau một tình yêu đắm say. Tình yêu đôi ta trong veo như gió sương mãi vươn vai. Bay cao lại gần hơn nhé ai. À, à. Tìm về dù nhau. À, à. Tìm lại số mây. À, à. Tìm đâu danh xương để rồi ta thấy đôi tim lại chung. Tình yêu đôi ta trong veo như gió sương mãi vươn vai em gầy. Em mãi mãi khi niềm tin khỏi khi ta về đây. Lời em hứa, lời anh hứa chẳng. Hãy đi bên em để yêu thương được bay cao lại gần hơn nhé. Tình yêu đôi ta trong veo như gió sương mãi vươn vai em gầy. Em sẽ giữ mãi mãi kỷ niệm tính khỏi khi ta về đây. Lệ em hát, lệ anh hứa, trao yêu thương mãi muôn đời. Hãy đi bên em để yêu thương được bay cao lại gần. Hít đất lần lần để thở nổi lẽ lưỡi luôn thì nói sao. Mới nói với xong như ít khi khóc á, Huy nói vậy idol về khóc á khi ừ mới nói hơi sao ấy mà phải khóc vì show vậy chứ thấy mình ghê sợ tụi thân. Chúng tôi ngắm nhìn thế giới thì yêu con chú điện thoại tặng sâu á, nhưng mà ông nghĩ yêu người yêu mẹ ông là ông nghĩ yêu hết lòng hết dạ hết sức hết cả trái tim. Con gái bị khổ cái rồi, dù có chia tay rồi á, nó vẫn á bị đem ra làm trò đùa kiểu vậy. Anh dành em khi trời mưa, mưa bay bay rồi lá rơi ngoài thềm. Mong thật lâu chỉ thấy người đâu, anh nơi đâu có biết em buồn sâu. Buồn quá đi thôi, ngày với đêm trôi em mong đợi thôi. Giờ biết sao đây, chẳng thấy anh đâu, em mong đợi thật lâu. Cho hứa đêm nay năm mai, không còn đây nỗi nhớ kéo dài. Không còn anh và không còn ai, chờ cho em như giấc mơ đắm sâu. Giờ này anh đã thấy đâu, không còn yêu như phút ban đầu. Quay mặt đi lòng em hoài nghi, không yêu anh tình anh nữa đâu. Bye bye, không tình anh nữa đâu. Bye bye, bye bye, bye bye, bye. Không, anh đó, nó không cùng vậy đó. Nhưng mà cái tính nó dễ thương không? Ấy là nó không có chửi gì đâu. Nó chửi, nó cũng chửi Khoan nó hiền lắm. Quỳ Khoan nó hiền, hiền cực kỳ luôn á. Ví dụ mà giờ tôi nhờ 500 anh em quýnh game dùm như vậy, tôi quýnh không được không? Không phải quýnh game nữa, mà quýnh cái con đấy nó xào chó.
thì có thể đi quýnh giống như được không? Mẹ chó, con nói cái nhìn nó nhiều rồi rồi đó, cứ làm tới. Cho nên anh đi xa mãi, không cần ai nỗi nhớ kéo dài, không cần anh và không cần ai trao cho em những giấc mơ năm sau. Vì giờ này anh đang đánh đâu, không còn yêu như phối ban đầu. Mai qua đi lòng em hoài nghi, không yêu anh tình anh nữa đâu. Bye bye, không tình anh nữa đâu. Bye bye, bye bye, bye bye. Na 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 na. Lần này mèo hôn dữ quá vậy, không tin anh. Bye bye, không tin anh nữa đâu. Bye bye, bye bye, bye bye. Na 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 na. Lúc trước mấy bạn có hỏi, có nói về vấn đề mà kiểu là điên ghen quấn làm gì đúng không? Quả quấn quấn ghen quấn như thế nào cho nó ác chiến rồi như cái sự sát ở trái con chim của nó. Nhưng mà nói hơi âm mồm mạnh miệng vậy thôi chứ. Ví dụ mà người yêu nhau ơi, im để kể chuyện, để nói chuyện cho vui thôi. Ví dụ như mà người yêu nhau hay là người đang yêu có con khác rồi vậy, chồng như có con khác rồi vậy, chắc Nhi cảm thấy khâm phục mấy người mà đánh ghen luôn á. Sao người ta có thể đi đánh ghen vậy được luôn á. Chào xóa ta nha. Thôi lại cây nứa dập dập rồi kịp vô hán nữa. Ủa là sao? Thì chứ chắc như nhờ người con đánh ghen, chắc như nhờ người khác đánh ghen nha. Kiểu là gì đánh ghen chắc Nhi cũng không biết đánh sao luôn á. Hồi đó thấy nhục thấy ba ra rồi mà đánh gì nữa trời. Như là kiểu mà đúng với cha em vậy, hiền quá đám luôn á. Không phải hiền mà cảm giác thấy bị thất bại á. Mà hình như mấy người đánh ghen này thấy đúng ấy, thiệt sự đúng luôn ấy. Chứ để như như vậy rồi cái tụi nó cứ đem ra làm trò hề miết vậy. Mà hình như con đó nó cũng hơi quá đáng rồi. Yêu là thế, đôi khi là mình say mê, đôi khi là mình ngô ngơ. Tình một người đến nỗi rơi lệ. Là thế, khi yêu ai chẳng cần biết nữa. Khi thương ai thì dù trong mưa vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa. Rồi khi em thấy anh trong tay của người khác ấy, sao em quên đi khoảnh khắc đây, anh bên ai hạnh phúc như vậy. Thì thôi, buông đôi tay và để anh đi, xem như ta lần đầu chia ly, cũng là lần cuối nghĩ gì. Thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngâm nghĩ hạnh phúc ra sao, yêu thương như nào, chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ về đâu khi ta đã lãng mất nhau. Mình muốn đi tìm mình đâu, mình muốn thì ai từng lời buồn chưa hết câu. Đừng bên nhớ nếu không vui, em muốn thấy anh cười. Vì yêu nên em xin
cùng người khác ấy. Sao anh quên đi khoảnh khắc đây, anh bên ai hạnh phúc như vậy. Thì thôi, buông đôi tay và để anh đi, xem như ta lần đầu chia ly, cũng là lần cuối nghĩ suy. Thì anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ hạnh phúc ra sao, yêu thương như nào, chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi về đâu khi ta đã chờ hoài rồi mà người đâu không tới, sao em không một lời rằng trước với tôi người ơi. Để ngâm ngồi về nhìn từng hạt mưa bay bay, đường về thì dài mà lòng thì như chia hai, không ai khâu lạnh lại đành cứ thế đi miệt mài. Ờ, chắc hết rồi, thay đó đỡ đỡ đất nhưng mà nó còn kiểu mà nó hơi rách rác tới á, dạng như kiểu mà nó sẽ rách lồi vậy á. Sao mình thật cô đơn, bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng, chỉ riêng anh thôi. Nên đôi khi em muốn tâm sự cùng người là một người không. Khuyên em quên đi hay gắn hạt điều gì, vì em đôi khi chỉ cần một người ở bên lắng nghe em nói. Xô còn ta quên, đừng nói đắc lịch xô. Ngày buồn dữ dội là ngày mà anh xa tôi, đợi hoài chờ hoài mà người đâu không tới, sao anh không một lời rằng trước với tôi người ơi. Để ngâm người về nhìn từng hạt mưa bay bay, đường về thì dài mà lòng thì như chia hai, không ai khâu lạch lại đành cứ thế đi miệt mài. Because I do lonely lonely girl, xung quanh đông vui nhưng em vẫn sao mình thật cô đơn, bao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòng, chỉ riêng anh thôi. Nên đôi khi em muốn tâm sự cùng
đôi khi chỉ cần một người ở bên lắng nghe anh nói. Mì khóc sáng trưa lonely gom, ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt, anh giờ nào có nhớ bao nhiêu suy tư thương đau cứ dồn vào lòng. Em muốn tâm sự cùng người lạ, kể chuyện hai đứa lần đầu gặp xôn xao, quen nhau yêu thương nhau từ lúc nào đậm ra sao, sâu trong nơi em ký ức vẫn còn ra sao. Và em đôi khi chỉ cần một người ở bên lắng nghe em nói. Hồi sáng giờ tao có nhận được những cuộc gọi mà tao nghĩ là suốt cuộc đời này tao không có nhận được nữa. Tao nghĩ là không nhận được luôn, tại chả có dính dáng gì hết. Sau khi tao nhận được những cái tin nhắn mà tao nghĩ là tao không đáng để nhận, nên là tao đang xử lý giải quyết những cái đó ấy. mệt quá, cảm thấy phí thời gian quá. Because I'm too lonely girl. Đi nè. Có những con người sao mà quá đáng lắm luôn ấy. Quá đáng lắm luôn ấy, thật sự là quá đáng luôn ấy. Sao người ta có thể quá đáng như vậy được ta? Because I'm too lonely, lonely girl. Trời ơi. Bạn năm trôi qua duy như chớp mắt, anh giờ đã có nhau. Cái gì? Chuyện buồn bạn nói đó hả? Ủa ta nói với chuyện buồn mày hả? Như rút ra một kinh nghiệm. Nếu mà hạnh phúc của... hạnh phúc ấy mà được xây dựng từ trên nỗi đau của người khác thì mình còn chạy hạnh phúc gì đâu. Thiệt sự luôn. Nhưng mà hình như hiền quá mất thì phải. Như phải làm sao đây ta? Làm sao để hả giận như ta? Giận dễ sợ luôn. Con chó thiệt luôn ấy, con đó là con chó mẹ chó quấn ghẹ vừa quấn để quấn giống con đó giống vậy rồi. Bộ cũ của tình mới đánh ghét. Ủa là sao? Bộ cũ của tình mới đưa ra là bộ cũ đưa ra là tình mới. Because 500 anh em vô sao ba em dùng như cái nick con phải nói là con đĩ luôn á. Mẹ chó tức quá. Because I'm too lonely, lonely. Nhưng mà như không có đụng chạm thì tôi nói đó. Mà có bị khùng hay sao? Đi nói những lời không đáng nói. Mẹ. Ghen gì bà, tao có ghen gì đâu. Giờ nó xem câu quá. Nhưng mà kiểu mà tin tưởng người yêu mình quá đáng chắc cũng được đâu đúng không?
lúc trước Nhi có quen một bạn này. Và Nhi với bạn này chia tay. Vì có người thứ ba chen vào. Người thứ ba đó là người yêu cũ của người yêu Nhi. Chiều lặng im nghe gió rung đưa. Trời bao nỗi nhớ cuốn anh trôi về đâu. Này gió đừng hát và mang nỗi nhớ chạy đi. Quên nỗi lo quên hết. Trong anh sẽ vơi nhưng đôi môi đang vẫn vương. Chỉ tình cờ nhìn em rồi mang theo những cơn đau thét cao. Lạ lùng em tới, ơi tới bên anh trong chiều đông xa vắng. Mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em. Lùng em ơi, gió hát lên câu ca làm anh thao thức mà bao say mê nồng. Giờ đã phai có một chuyện đó kìa nắng nó sẽ là chặt nhưng giấc mơ lại vừa bay đi gạt hết cuộc đời lẻ loi. Lúc mà Nhi quen bạn đó, tính ra từ cái lúc mà đó tới lúc chia tay thì cũng được khoảng 3 năm. Kia màn đêm yêu hắt mang tên em quay về trong. Chiều lặng im nghe trong đưa cây như là bao nỗi nhớ cuốn anh trôi về đâu. Này gió đừng hát và mang nỗi nhớ chạy đi. Quên nỗi lo quên hết. Lúc mà chia tay thì Nhi nhăn văn lắm, rất là nhân văn luôn, và như cảm thấy sức chịu đựng của Nhi nó kinh dị thật. Nhi không có nói gì với bạn nữ hết, tại thật sự nhiều lúc mình Nhi nói với mấy bạn ấy, ví dụ như là nếu mà người kia có như thường nói là khi mà có người yêu rồi, ví dụ như mấy bạn thường kêu là đánh ghen ấy, xong như kêu là ví dụ như bồ Nhi đi quen con nhỏ đó, trong khi lúc mà Nhi đang quen thì Nhi đánh đứa nào, thì Nhi thường nói với mấy bạn này chắc Nhi đánh thì Nhi chỉ đánh bồ Nhi thôi đúng không? Vì thật sự khi mà cái chuyện đó xảy ra ấy, cảm giác của Nhi là nó ví dụ như có bởi vậy không mà Nhi bởi cảm thấy bị thất bại, thấy mình bị bất cười. thích cười hả? Mà hình như mình sống năng văn quá ấy, nó đi đầu nó cởi cổ mình thì sao? Kìa màn đêm hiu hắt mang tên em quay về trong ký ức của anh qua thời gian. Chiều lặng im nghe gió rung đưa cây như là bao nỗi nhớ.
lùng em tới. Ơi tới bên anh trong chiều đông xa vắng, mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em. Lạ lùng em ơi, gió hát lên câu ca làm anh thao thức, mà bao say mê nồng nàn giờ đã phai màu. Ờ, bài này là bài lạ lùng nha. Ờ, mọi người có thể search mấy bài của Ngọt, mọi người nghe cũng hay lắm, cũng chả như nhạc in người ta cơ máy nhạc này là gạt gì đó, in CD là nhạc gì đó, in CD CD gì đó. Yeah, bye bye mọi người. Chào tất cả mọi người nha. Chào anh Bông Ngố, chào bán khẩu trang dạo, chào Tài Anh, chào TN.